nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào? Cho trẻ ăn sữa chua sớm có tốt không? Là mối lo của nhiều bà mẹ trẻ, mặc dù mang đến nhiều lợi ích cho đường ruột nhưng mẹ vẫn cần phải cẩn thận. Cho trẻ ăn sữa chua không đúng cách có thể gây ra các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào là tốt nhất? Sữa chua được biết đến là một sản phẩm lên men từ sữa có chứa hàng tỷ lợi khuẩn. Đối với trẻ em, đây là nguồn cung cấp lợi khuẩn, vitamin, protein và khoáng chất cho cơ thể. Bởi vậy mà nhiều bà mẹ muốn tìm hiểu, nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào? Nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào? Trẻ từ 7 tháng tuổi. Đối với thắc mắc nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào? Thì các chuyên gia dinh dưỡng đều đưa ra khuyến cáo là thời điểm 7 tháng tuổi. Tức là mẹ có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với sữa chua từ tháng thứ bảy. Tuy nhiên, điều này còn phải cân nhắc dựa trên thể trạng và khả năng ăn uống của bé trong thời gian 6 tháng đầu đời trẻ cần được bú mẹ vì hệ tiêu hóa vẫn còn yếu. Sang tháng thứ bảy, chức năng tiêu hóa của trẻ gần như tương đương với người trưởng thành. Khi đó trẻ có thể chuyển sang chế độ ăn dặm và các loại thức ăn khác thay vì sữa mẹ. Lúc này, sữa chua sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình tiêu hóa. Bổ sung thêm sữa chua giúp trẻ dễ tiêu hơn và thiết lập lại cân bằng đường ruột. Ăn sữa chua mỗi ngày giúp giảm gánh nặng và nâng cao sức đề kháng cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên, đối với những trẻ có đường tiêu hóa tốt thì việc ăn thêm sữa chua đôi khi là không cần thiết. Nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào trong một ngày? Vấn đề nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào trong ngày cũng rất quan trọng. Buổi chiều và buổi tối được cho là hai thời điểm thích hợp hơn cả để cho bé ăn sữa chua. Nên cho trẻ ăn sữa chua vào 2 đến 3 giờ chiều, sau khi ngủ trưa dậy trẻ nên được ăn một hộp sữa chua. Các lợi khuẩn trong sữa chua sẽ giải quyết nốt những thức ăn khó tiêu còn lại từ bữa trưa. Chúng sẽ dọn sạch đường ruột và khiến con cảm thấy nhẹ bụng hơn. Nên cho trẻ ăn sữa chua sau bữa ăn tối, hãy cho trẻ ăn sữa chua sau bữa tối khoảng 30 phút. Không chỉ kích thích tiêu hóa, ăn sữa chua vào buổi tối giúp cơ thể tăng cường hấp thu canxi. Vì buổi tối là thời điểm hàm lượng canxi trong cơ thể giảm xuống thấp. Nên trẻ cần có sự bổ sung canxi và sự đẩy mạnh hấp thu từ sữa chua. Vấn đề cần lưu ý khi củng cố tiêu hóa cho bé bằng sữa chua không chỉ riêng vấn đề, nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào, mẹ cần quan tâm đến những lưu ý dùng sữa chua cho bé. Mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng trẻ ăn sữa chua không đúng cách cũng gây ra nhiều tác hại. Đặc biệt là với hệ tiêu hóa vẫn còn non nớt của con. Khi trẻ đang đói thì không nên ăn sữa chua. Khuẩn lắc tích có trong sữa chua cần đến đường ruột để thực hiện nhiệm vụ của chúng. Tuy nhiên trước khi đến ruột thì chúng phải vượt qua được hàng rào cản trở tại dạ dày. Đó chính là dịch vị axit do dạ dày tiết ra. Dịch axit dạ dày có thể giết chết phần lớn các khuẩn lactic. Khi trẻ đang đói, trong dạ dày không có thức ăn thì lượng dịch dạ dày lại càng nhiều. Nếu ăn sữa chua vào lúc này số lượng khuẩn lactic sẽ giảm mạnh do tiếp xúc với dịch vị. Khi đó vô tình làm giảm đáng kể công dụng của sữa chua. Trẻ ăn sữa chua mỗi ngày nhưng đường tiêu hóa lại không cải thiện. Bên cạnh đó, cho trẻ ăn sữa chua trong khi đang đói sẽ làm đẩy mạnh quá trình đào thải canxi vì dạ dày co bóp nhiều hơn làm cho canxi bị bài tiết một cách nhanh chóng. Hiện tượng thiếu hụt canxi làm trẻ đau bụng, bùn rùn tay chân, yếu mệt. Không để sữa chua ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Đây là một trong những sai lầm lớn mà nhiều bà mẹ mắc phải khi bảo quản sữa chua. Để trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng sẽ làm giảm đáng kể công dụng của sữa chua. Mẹ cần nhớ rằng, khuẩn lactic và các chất dinh dưỡng trong sữa chua rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu quá nóng, các lợi khuẩn sẽ giảm hoạt động thậm chí chết và các enzyme sẽ bị phân hủy. Còn nếu bảo quản sữa chua trong ở nhiệt độ thấp sẽ làm giảm hiệu quả dinh dưỡng và trẻ có thể bị viêm họng khi ăn. Chuyên gia khuyên rằng sữa chua cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, có nhiệt độ thích hợp. Tốt hơn, mẹ nên để sữa chua trong ngăn mắt tủ lạnh. Khi đó vừa đảm bảo được hiệu quả của sữa chua, vừa giúp bé ăn ngon miệng hơn. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều sữa chua trong ngày. Ngoài vấn đề nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào, mẹ hãy chú ý đến lượng sữa chua mà bé ăn mỗi ngày. Sữa chua vừa ngon lành lại vừa có lợi cho sức khỏe nên cả bé và mẹ đều rất thích. Tuy nhiên, tiêu chuẩn mỗi ngày chỉ nên ăn từ 1 đến 2 hộp sữa chua tùy vào thể trạng và độ tuổi của trẻ. Việc ăn quá nhiều sữa chua trong một lúc cũng có thể gây ra các triệu chứng của rối loạn hệ tiêu hóa. Bé ăn sữa chua nhiều trong một lúc có thể bị đau bụng, tiêu chảy hoặc đi ngoài phân lỏng. Tùy vào độ tuổi của con mà mẹ nên cân nhắc về lượng sữa chua. Với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên ăn từ 50 đến 100 ml sữa chua. Với trẻ nhỏ từ 2 đến 3 tuổi nên ăn từ 100 đến 200 ml sữa chua. Với trẻ lớn từ 3 tuổi trở lên nên ăn từ 200 đến 300 ml sữa chua. Lợi ích tuyệt vời khi cho con ăn sữa chua hàng ngày. Sữa chua là sản phẩm luôn được mẹ ưa chuộng bởi nó đem đến nguồn dinh dưỡng dồi dào cho con. Sữa chua cung cấp nguồn protein phong phú, vitamin, canxi, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu. Thêm vào đó là sự có mặt của hàng tỷ lợi khuẩn và điển hình là khuẩn lactic. Với sự hiện diện của các lợi khuẩn probiotic, đường ruột của trẻ sẽ được hỗ trợ một cách tối đa. Bên cạnh đó, chúng còn ngăn chặn sự bành trướng của các hại khuẩn và bảo vệ đường ruột khỏi nhiễm trùng. Cho con ăn sữa chua mỗi ngày giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Trẻ sẽ ăn uống ngon miệng hơn, không chỉ vậy sữa chua được chứng minh là giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, phát triển xương và tăng sự chắc khỏe của răng. Với những công dụng tốt như vậy, chắc hẳn mẹ luôn muốn biết nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào là tốt nhất. Tóm lại, với câu hỏi nên cho trẻ ăn sữa chua khi nào thì câu trả lời là nên bắt đầu từ giai đoạn trẻ được 7 tháng tuổi. Sữa chua là mang đến những dưỡng chất tuyệt vời cho sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, mẹ nắm rõ về liều lượng và những điều cần lưu ý khi cho con ăn sữa chua. Đồng thời, mẹ có thể củng cố sức khỏe tiêu hóa của con bằng cách sử dụng amano enzyme gold để con hấp thu tốt hơn nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo